Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Yến ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi ha. Rất đẹp nè, giá thì vài trăm thôi. Mong quý vị ủng hộ cho chị Yến ha. Cái này có 300 thông việc bao ship luôn. Rồi, 250 luôn. Rất mềm. À, chào chị. Dạ, chào Tâm. Dạ, kính chào các cô chú anh chị ạ. Hôm nay con có lô mai phôi, con tiếp tục giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Mai của con là mai giả Thu Đức, bông từ 5 tới 12 cánh nha cô chú anh chị. Dạ. Hình thức của con cũng bao xíu toàn quốc ạ. Số điện thoại của con là 0392496865 cũng là số Zalo của con. Dạ. Đầu tiên con vô mã số 33A nha cô chú anh chị. Tắt lượng ha. Chiều cao là 40. Mình thân là 17. Cái bonsai để bàn rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 33 an giao lưu giá là 250. 250 thôi. Nồi để đặt nè. Chiều cao là 65. Mã số 34A nha cô chú anh chị. Mình thân là 17. Hỏi đi. Mã số 34A giao lưu giá là 250. Rồi, 250. Lực cây ha. Mã số 35A. Chiều cao là 63. Mình thân 21,5 tính 21 nha cô chú anh chị. Thôi để đặt luôn. Rồi mã số 35 mang giao lưu giá là 500.000. 500. Mã số 36 nha. Chiều cao là 83. Mình thân là 24,5 tính 24 nha cô chú anh chị. Vip luôn. Đấy đều vít bầu luôn nha cô chú. Rồi mã số 36 an giao lưu giá là 750. 750. Mã số 37A. Chiều cao là 37. Mình thân là 16. À đây đây. Cây này đế nơm rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 37 an giao lưu giá là 250. 250. Mã số 38A. Chiều cao là 40. Mình thân là 15. Rồi mã số 38A giao lưu giá là 300.000. 300. Mã số 39 nè. Chiều cao là 60. Mình thân là 16. Cây này đến nơm rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 39 an giao lưu giá là 400.000. Rồi 400. Mã số 40A. Chiều cao là 23. Mình thân là 18. Đế đều bích bầu luôn nha cô chú anh chị. Thank you.
Rồi mã số 40 An giao lưu giá là 400 ngàn. Thôi 400. Mã số 41 A. Chiều cao là 78. Dưới mắt 19 hoành nha cô chú anh chị. Cái này đến nơm rất đẹp nha cô chú. Rồi mã số 41 An giao lưu giá là 550. Rồi 550. Mã số 42 A. Chiều cao là 54. Mình thân là 17. Cái này đến nơm bít bầu luôn nè cô chú. Rồi mã số 42 An giao lưu giá là 550. Thôi 550. Mã số 43 A. Chiều cao là 25. Mình thân là 18. Mã số 43 con giao lưu giá 43 giao lưu giá là 400 ngàn. 400. Mã số 44 nè. Chiều cao là 50. Chiều thân là 19. Quay đây ha. Dạ, cây này có sụt trứng nhiều lắm cô chú. Ẩn ở trong đây một cục bự luôn. Rồi trứng bít cái đế luôn. Trong đây một cục luôn. Rồi mã số 44 An giao lưu giá là 200 ngàn. 200. Mã số 45 A. Chiều cao là 48. Mình thân là 19. Rồi để đây quý vị. Vậy luôn ha. Dạ. Cây này làm nhắn đổ cũng được nha cô chú anh chị. Rồi mã số 45 An giao lưu giá là 200 ngàn. 200. Nhắn bài nè. Mã số 46 A. Chiều cao là 31. Mình thân 14. Rồi để đây. Rồi mã 46 An giao lưu giá là 200 ngàn. Rồi 200. Chân chụp. Số 47 ha. Chiều cao là 88. Mình thân là 28. Rồi mã số 47 An giao lưu giá là 700 ngàn. Rồi 700. Mã số 48 A. Chiều cao là 62. Mình thân là 19. Rồi để đây. Đế đều luôn nha cô chú. Rồi mã 48 An giao lưu giá là 200 ngàn. 200. Mã số 49 A.
Chiều cao là 50. Vành thân là 16. Rồi mã số 49 An giao lưu giá là 200.000. Rồi 200. Mã số 50 A. Chiều cao là 50. Vành thân 18. Đây là quý vị. Con cục sụt trứng mà cô chú anh chị. Rồi mã số 50A con giao lưu giá là 350. Rồi, 350. Giá bay ha. Mã số 51A. Chiều cao là 59. Vành thân 23. Cái này đế cộng to lực nha cô chú anh chị. Rồi mã số 51 An giao lưu giá là 450. Rồi, 450. Mã số 52 A. Chiều cao là 29. Vành thân là 11. Cái này đế quá nè cô chú anh chị. Mini để bàn nha cô chú anh chị. Mã số 52 An giao lưu giá 150. Rồi, 150. Mã số 53 A. Chiều cao là 48. Vành thân 17. Rồi mã số 53A con giao lưu giá là 300.000. 300. Mã số 54A. Chiều cao là 52. Vành thân 13. Cây này đế đẹp tay chia cành đều nè cô chú anh chị. Rồi mã số 54A con giao lưu giá là 250. 250. Mã số 55A. Chiều cao là 60. 20 hoành ngay đây nha cô chú anh chị. Cây này nó bị lỗ miếng nhưng mà nó cũng khô liền rồi nha cô chú, khô rồi. Mã số 55 An giao lưu giá là 250. 250. Mã số 56 A. Chiều cao là 48. Vành thân 17. Cây này rất thơm, rất đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 56 An giao lưu giá là 300.000. 300. Mã số 57 A. Chiều cao là 54. Vành thân là 20. Cái này cũ não luôn nha cô chú.
Rồi mã số 57 An giao lưu giá là 400 ngàn. Rồi 400. Đây VIP ha. Mã số 58 A. Chiều cao là 37. Bình thân 21. Cái bít bầu luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 58 An giao lưu giá là 400 ngàn. 400 con em cái đẹp. Mã số 59 A. Chiều cao là 57. Bình thân 21. Cây này đế cộng to lực luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 59 A giao lưu giá là 450. Rồi 450. Mã số 60 A. Chiều cao là 46. Bình thân là 20. Ngồi đế luôn. Cây này nó bị lỗi nhưng mà nó cũng sắp liền rồi nha cô chú. Mã số 60 An giao lưu giá là 400 ngàn. 400. Mã số 61 A cũng là mã cuối clip của con ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Chiều cao là 24. Bình thân là 15. Cây mini với bàn rất đẹp mà cô chú anh chị. Rồi mã số 61 An giao lưu giá là 250. 250. Cũng là mã cuối clip của con ngày hôm nay. Rất mong các cô chú anh chị nhớ thời gian xem clip của con. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho Chuyển. Xin chào và hẹn gặp lại.